Với quyết tâm nới bên trong, kiểm soát chặt nguy cơ dịch COVID-19 từ bên ngoài, từ ngày 23 tháng 8, Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ người trên các phương tiện và thành phố tại các chốt kiểm dịch liên ngành cửa ô Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chốt C10 cửa ô Hòa Hải. Ngày đầu tiên, chốt C10 cửa ô Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn triển khai hoạt động xét nghiệm nhanh cho những người ngồi trên xe có lịch trình đi vào nội thành Đà Nẵng để cung ứng hàng hóa. Tôi đã đi từ Huế ra Đà Nẵng, Huế cũng đã test nhanh cho tôi rồi. Mà về Đà Nẵng cũng có thêm một chốt nữa để test nhanh cho tôi. Và tôi cũng thấy như vậy cũng rất hài lòng và an toàn cho bản thân của mình. Trong ngày đầu tiên triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ người trên các phương tiện vào thành phố, chốt kiểm dịch này có rất ít phương tiện lưu thông. Đại diện chốt C10 cho biết, trước đây tuyến đường này xe tải lưu thông rất đông. Tuần qua, thành phố có chủ trương bắt buộc người và phương tiện vào thành phố, kể cả xe luồng xanh cũng phải có kết quả xét nghiệm nhanh trong vòng 72 giờ. Xe ngoại tỉnh đến Đà Nẵng phải xét nghiệm lại mới được vào thành phố. Trước đây, chốt C10 Hòa Hải chưa có lực lượng y tế để xét nghiệm, nên các xe đến đây phải quay đầu về chốt C5 Hòa Phước làm thủ tục xét nghiệm. Nay chốt C10 đã triển khai nhưng nhiều tài xế chưa biết nên lượng xe qua chốt này rất ít. Thì hôm nay thì chúng tôi được ban chỉ đạo của Ủy ban quận Ngũ Hành Sơn bố trí cho lực lượng y tế và đồng thời là cũng triển khai cái test nhanh vào thành phố. Thì nhìn chung thì từ sáng đến giờ thì là do các lái xe chưa biết được cái tuyến đường này cho test nhanh để vào thành phố, cho nên người ta cũng hạn chế đi, xe thì rất vắng. Thì từ sáng đến giờ thì test nhanh khoảng 10 trường hợp. Lực lượng ở đây thì rất là tạo mọi điều kiện cho lái xe được test nhanh, được đem hàng hóa về thành phố một cách nhanh nhất. Để tạo thuận lợi tối đa cho việc lưu thông hàng hóa thiết yếu vào thành phố, Đà Nẵng điều chỉnh lại các điểm chốt hiện có và thành lập thêm 2 chốt để xét nghiệm nhanh COVID-19 tại khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, đường tránh Nam Hải Văn C21 và chốt C2 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Đến nay, Đà Nẵng đã có 5 chốt kiểm dịch có xét nghiệm nhanh. Ngoài 2 chốt mới thành lập, còn có 3 chốt C4 Hòa Nhơn, C5 Hòa Phước và C10 Trần Đại Nghĩa. Các chốt này có nhiệm vụ xét nghiệm nhanh tất cả người ngồi trên phương tiện, có kết quả âm tính mới được phép cho xe lưu thông vào nội thành Đà Nẵng.